Bài viết của tác giả Đàm Ngọc Tuyên với tựa đề Tham nhũng tuổi thơ. Được người bạn mời đi ăn tối ở một quán ăn quận Phú Nhuận. Chuyện tôi viết ra đây, tôi tin rằng không một ai ở Sài Gòn hay những thành phố lớn ở xứ thiên đường này mà không được một lần thấy và biết. Quán khá đông khách, tiếng khui bia liên tục không ngớt. Bàn ăn của chúng tôi lạc lõng với những chai nước suối. Cô độc trong tiếng hò hét cụng ly là tiếng mời gọi của một em bé gái bán vé số mưu sinh. Tôi lặng lẽ quan sát em từ khi em bước chân vào quán. Vóc dáng nhỏ thó, đen nhẻm và già trước tuổi. Em đến mời hai người khách bàn kế bên chúng tôi. Trong đó có một người ngoại quốc, sau này tôi được biết là người Pháp. Tôi thấy người đàn ông ngoại quốc này không tỏ vẻ khó chịu về em. Ông nở nụ cười hiền lành và ông tặng em một ít tiền. Tôi mến ông từ nụ cười nhân văn ấy. Đến bàn của tôi, em cũng mời tôi như bao người khác. Tôi khẽ lắc đầu vì tôi không mua vé số bao giờ. Tôi hỏi em đã ăn tối chưa. Em nói rằng chưa, dù lúc này đã hơn 8 giờ tối. Tôi mời em ăn cùng với chúng tôi. Trong bữa ăn, tôi hỏi thăm về gia cảnh của em. Ba mẹ em làm nghề chích cá, đánh bắt bằng điện từ bình ắc quy. Em được đến trường đúng 5 năm, em nghỉ học phụ cha mẹ từ đó. Năm nay em tròn 12 tuổi. Tôi lại nhớ, cách đây hơn tuần lễ, hơn 12 giờ trưa ngay ngã ba mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Mọi người như đang trốn chạy cái nắng gay gắt thì một người đàn ông tuổi trung niên bị tật nguyền ở chân vẫn đứng giữa trời. Ông ta cố gắng vẫy sấp vé số trên tay. Tôi dừng đèn đỏ sát bên ông nên cũng hỏi thăm về ông. Ông cùng quê với Phan Văn Khải. Tôi mời ông bữa cơm chiều, chứ tôi không mua vé số giúp ông. Sáng nay, báo đăng hơn 10 người chết vì lũ quét ở Mù Căng Chải. Số phận con người, dân xứ này sao quá nhỏ bé. Báo cũng đăng về đại án tham nhũng cả vài nghìn tỷ. Đó là những vụ án được phanh phui mà thôi. Họ đang tham nhũng không phải là tiền, mà là tuổi thơ của em bé tôi gặp tối nay, là đôi chất tật nguyền của người đàn ông tôi gặp hơn tuần trước. Những người dân nghèo này phải oằn lưng để đóng thuế xây villa, mua siêu xe và cung phụng cả khoản tình dục chân dài cho quan chức. Chẳng ai chọn cho mình được nơi sinh, nhưng bọt bèo thay khi không may mắn phải sinh ra nơi thiên đường. Trước khi rời quán, tôi xin phép hỏi người ngoại quốc, mới biết ông làm việc ở lãnh sự quán Pháp. Tôi hỏi ông rằng, ở quê hương ông, trẻ em có phải đi bán vé số như vậy không? Ông nhìn tôi hồi lâu và nói, trẻ em xứ tôi mà đi làm việc như vậy, thì đảng phái cầm quyền nên giải tán đi cho rồi. Hãy giữ cho em tuổi thơ bình yên, cho em nhìn thấy bầu trời thần tiên. Để sớm mai đây em thơ lớn lên, tâm hồn em không mang về sự ưu phiền. Đưa đôi tay thả bồ câu bay lên như ước mơ của tuổi thơ em. Đôi tay thả bồ câu bay qua nơi bóng đêm còn đầy ác ma. Tuổi thơ đưa đôi tay nâng niu tuổi thơ, cùng tôi giữ lấy tuổi thơ giữa nhân gian soi vào đang trực chờ. Đôi tay vì sao vẫn còn đòn gió chấp cánh ước mơ cho em, đưa tay thả bồ câu bay lên.
cho em tuổi thơ bình yên, cho em nhìn thấy bầu trời thần tiên. Để sớm mai đây khi em lớn lên, tâm hồn em không mang về sự ưu phiền. Đưa đôi tay thả bồ câu bay lên như ước mơ của tuổi thơ em. Đưa đôi tay thả bồ câu bay qua nơi bóng đêm còn đầy ác ma. Tuổi thơ, đưa đôi tay nâng niu tuổi thơ, cùng tôi giữ lấy tuổi thơ giữa nhân gian sói vào đang trực chờ. Đôi tay vì sao vẫn còn đòn roi trong thế giới yêu thương bằng lời, hãy chấp cánh ước mơ cho em. Đưa tay thả bồ câu bay lên, tôi sống tôi thấy tôi khao tôi sống tuổi thơ hôm nay. Hãy sống hãy nói hãy biết hãy hát tuổi thơ mai đời. Đưa đôi tay thả bồ câu cho em, đưa tay thẳng.